Không hành nhãn giới cho đến ý giới, không hành sắc giới cho đến pháp giới, không hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không hành nhãn xúc cho đến ý xúc, không hành các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ cho ý xúc làm duyên sanh ra, không hành địa giới cho đến thức giới, không hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không hành vô minh cho đến lão tử, không hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không hành thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo, không hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hành lìa sát hại sanh mạng cho đến lìa tà kiến, không hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không hành tịnh quán địa cho đến như lai địa, không hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không hành pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, không hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, không hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, không hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không hành 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hành quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không hành tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì các pháp ấy đều không thể đắc. Người hành, pháp được hành, thời gian hành, nơi chốn hành, và do đây hành, đều vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, nếu đại sư có thể hành như vậy